Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Huấn Audio sẽ tiếc chiếc âm của chiếc loa Beulah. Con này có model là Z91. Con Beulah Z91 này các tuyến loa còn rất là đẹp. Bass, trung và chép, hệ thống loa 3 đường tiếng. Con này cái mặt mạ chrome của hai chiếc loa này, mặt đằng trước còn thực sự là nói về nó rất đẹp luôn. Đấy là thực tế. Kể cả ở trong máy quay thì nó đẹp hơn, nhưng ở thực tế ngoài vẫn đẹp bình thường. Rất là đẹp luôn. Đây đằng sau của chiếc Beulah Z91. Con này cho công suất của nó là 90W một thùng, trở kháng 6 ohm và được sản xuất tại Nhật. Đó là những gì chiếc loa này cho ra công suất và chất âm. Đôi loa này thì em cũng test mà em gửi cho khách, con đôi này đã bán rồi. Con này giá bán này em nó công khai từ trước là 2.8 triệu. Con này thì rất là đẹp luôn. Một số anh em bảo cọc con này nhưng lại cọc sau thì thông cảm, vì các bác nào cọc trước thì em bán cho người đó trước. Đó là nguyên tắc của nhà em. Cũng để cho các bác cả 1-2 tiếng rồi, các bác không chốt thì em chốt cho người khác. Và em sẽ bật đoạn nhạc mạng để cho anh em xem. Vâng, và em mới test qua đoạn nhạc mạng anh em nghe cái chất âm của con Beulah này. Mọi đánh giá thì anh em cho đại bình ở dưới, còn cá nhân em thì không đưa đánh giá. Nhà em thì gần đường, đôi khi nó bị lẫn tạo âm, các bác hết sức thông cảm ngộ điều đó, nó không tránh được. Và em xin phép được dừng cái video này đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả bà con mọi miền Tổ quốc đã theo dõi video của Huấn Audio.